So where does fruit coming from the seed Như là một trái quả xuất thân từ một hạt giống in the process of cultivation Trong quá trình mà chúng ta nuôi dưỡng cái hạt giống đó nó biến trở thành một cái quả It means the seed is this much fruit is here this fruit already within the seed Điều này có nghĩa là chúng ta có một hạt giống trong tay và chúng ta nuôi dưỡng nuôi dưỡng để trở thành một cái quả và trong cái quả này đã có cái hạt giống từ đầu rồi. So just just uh, metaphorically you can imagine this fruit is wisdom. Mà các bạn có thể tưởng tượng được, có thể hình dung được cái trái quả này chính là sự thông tuệ đó ạ. Our current stage is maybe this uh, seed có thể bây giờ cái trạng thái ban đầu của chúng ta chỉ là một hạt giống mà thôi. So you are cultivating. Cultivating means you are going through experiences. Và rồi với hạt giống này chúng ta bắt đầu nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng ở đây nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta đi qua những trải nghiệm. After you go through the experiences, you are accessing the essence from the experience. Sau khi mà chúng ta đi xuyên qua những trải nghiệm, chúng ta bắt đầu hiểu và nắm bắt được đâu là bản chất thông qua những trải nghiệm đó that process gives you wisdom. Chính cái quá trình này mới cho bạn sự thông tuệ. Some people go have experience but they cannot catch essence from the experience. Có rất nhiều người họ có rất nhiều trải nghiệm, rất nhiều kinh nghiệm nhưng họ không thể nào nắm bắt được những bản chất đến từ những kinh nghiệm và trải nghiệm này. Just imagine some you are going on the road, someone stolen your phone, very expensive phone. Bây giờ ví dụ nha, các bạn đang đi bộ trên đường có một người giật điện thoại của bạn, điện thoại rất đắt tiền. That is a bad experience, isn't it? Đây là một trải nghiệm tồi tệ đúng không ạ? So when you have this bad experience, naturally what you feel? You feel victim. Khi mà chúng ta có những trải nghiệm tồi tệ như vậy, chúng ta cảm thấy như một nạn nhân. You feel bad, you feel guilty. Chúng ta cảm thấy tội lỗi. Are you feel hate or or anger on không the không? person who stolen it? Chúng ta cảm thấy tức giận căm ghét cái người mà dám lấy điện thoại của bạn. So you fall into the, that situation and the situation became a memory. Chúng ta rơi vào cái tình huống này và cái tình huống này trở thành một một ký ức bên trong chúng ta. This memory creates insecurity. Và chính những ký ức này khiến cho bạn sống trong sự bất an. At the same time, this insecurity you feed on others also. Và hey, rồi chính cái sự bất an. You, you overwhelmingly take care of someone chính sự bất an bên trong bạn mà chúng ta bắt đầu gieo vào đầu người khác, cũng cái sự bất an đó và dưới nhân danh là tôi đang bảo vệ bạn, tôi đang quan tâm chăm sóc cho bạn. this situation memory you not catch essence from it. Thông qua một trải nghiệm tồi tệ đến với bạn, chúng ta chỉ nhớ về cái việc đó thôi mà chúng ta không nắm bắt được đâu là bản chất của cái việc này. It means you don't have a right focus. Điều này có nghĩa là bạn không có một sự tập trung đúng đắn, bạn không có một nhận thức đúng đắn. So catching essence from this bad situation, what it is? Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể nắm bắt được bản chất từ những sự việc tồi tệ diễn ra với chúng ta? Phone gone suddenly. Oh my god, out of nowhere someone stolen it. Bây giờ ví dụ nhá, cái điện thoại đắt tiền của bạn tự nhiên có người lấy mất. And you feel bad. Bạn cảm thấy tồi tệ. And now we relax and observing Where this bad coming from và bây giờ các bạn ngồi thư giãn và quan sát tại sao các bạn lại cảm thấy tồi tệ như vậy happen và bạn bắt đầu suy nghĩ chiêm nghiệm lại tại sao bạn lại gặp phải cái tình huống như thế này What this situation teaching you? và chúng ta học được bài học gì từ cái tình huống này What is the reflection in this situation? đâu đâu mới là cái sự chiêm nghiệm soi chiếu đến từ cái tình huống như thế này then you start to figure out few things và rồi bạn bắt đầu hiểu ra một vài điều oh I am unattentive I am not I am not careful enough bạn hiểu rằng à hóa ra lúc đấy mình chưa có chú tâm mình chưa có cẩn trọng so you will check why I am not careful what is the, what is the reason I am not careful và rồi bạn sẽ bắt đầu tự vấn lại chính mình tại sao bạn lại bất cẩn như vậy this is self check you are not falling into the victim You are researching. Đây là một sự tự vấn bản thân Chứ chúng ta không rơi vào vật trạng thái nạn nhân Mà các bạn đang tự vấn bản thân mình You see friends Now you are accessing the essence By being objective and doing research Và các bạn thấy không Chúng ta lúc đó đang nắm bắt được Đâu là bản chất của mọi việc Then you change your habit of Being more attentive More safe And also understand The nature of the society And guide someone without putting fear và rồi chính từ cái sự chiêm nghiệm đó chúng ta nhận ra cách mà chúng ta có thể bảo vệ bản thân mình có thể an toàn cẩn trọng hơn lần sau và làm thế nào chúng ta hướng dẫn người khác mà chúng ta không áp đặt cái nỗi sợ của chúng ta lên họ that is balance đây mới là một sự cân bằng so when you are taking essence from the situation and all the time you start to receive essence from the situations it become wisdom một khi mà chúng ta nắm chúng ta hiểu được những cái bản chất của sự việc như vậy và chúng ta nắm bắt được nó ngay điều này nó biến thành sự thông tuệ. So wisdom is the the final, the final output of something. Sự thông tuệ chính là cái quả cuối cùng của một tiến trình. It means our finest character wisdom. Điều này chính là cái phẩm chất cao quý nhất bên trong chúng ta đó chính là sự thông tuệ. Our highest excellence is wisdom. Sự xuất sắc cao nhất đó chính là thông tuệ. The way we give trust to others is a wisdom. Cách mà chúng ta trao đi lòng tin cho người khác đây chính là sự thông tuệ. Yes, so I hope you understand friends. Wisdom just cultivates when you go through the experiences và thầy hy vọng rằng các bạn đã hiểu được ý thầy, sự thông tuệ chúng ta chỉ có khi mà chúng ta đi xuyên qua những trải nghiệm. Và they, they thầy muốn giúp các bạn hiểu một điều rằng có rất nhiều người có rất nhiều trải nghiệm nhưng họ không có được sự thông tuệ bởi vì họ không hiểu được bản chất của mọi thứ. Because those experiences is just becoming for them memory, good memory or bad memory. Bởi vì tất cả những trải nghiệm đó cuối cùng họ nghĩ lại chỉ là à những cái kỷ niệm vui, những cái kỷ niệm không tốt thế thôi. Not accessing the essence from it. Chứ họ không thật sự nắm bắt được đâu mới là bản chất của những gì đang diễn ra. Yes, so through the experiences you can break down lots of root cause. Thông qua những trải nghiệm bạn có thể phá vỡ và hiểu được gốc rễ của rất nhiều vấn đề. That is the reason finally in the life Everything is great. đó là lý do vì sao cuối cùng trong cuộc đời này tất cả mọi thứ đều tuyệt vời. No matter how much abuse it is, how much failure it is, how much bad situation it is, this one helps you to gain a deeper wisdom. Cho dù các bạn có bị lạm dụng như thế nào, có những chuyện tồi tệ diễn ra với bạn bao nhiêu, tất cả những chuyện này đều xảy ra để giúp bạn có được một sự thông tuệ sâu sắc hơn cảm ơn các bạn và thầy hy vọng rằng các bạn đã hiểu phần trả lời của thầy câu hỏi này rồi ạ